Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn cái giống hoa đậu biếc tại vườn và ươm hoa đậu biếc tại vườn như thế nào nha. Mời các bạn cùng theo dõi. Thì hôm nay sáng sớm nè, thì sáng nào ngoài mình cũng ra vườn hái hoa đậu biếc, bởi vì sau một đêm hoa đậu biếc nó sẽ nở vậy nè. Mà bí quyết hái vào sáng sớm á, thì thực tế á, nếu các bạn để trên cây thì nó héo thì nó rụng, nhưng mà khi hoa nó héo trên cây nó rụng á một cái tự nhiên vậy, thì dưỡng chất trong hoa nó sẽ hụt bớt, giảm bớt á. Còn nếu sáng sớm khi nó bắt đầu nó mới hé nở như thế này, dưỡng chất nó còn tích tụ rất là nhiều, còn hầu như 100%, thì mình hái đúng lúc như thế này, vừa nở vừa phù hợp để hái thì nó sẽ bảo đảm dưỡng chất còn đầy đủ 100%. Khi đó mình phơi thì dưỡng chất nó vẫn còn tích tụ đó. Đó là cách để triệt để tận dụng dưỡng chất của hoa một cách hoàn toàn. Thì còn cái khía cạnh mà cái dinh dưỡng của hoa đậu biếc thì chắc các bạn cũng sơ khai cũng biết rồi. Có nhiều bạn hỏi mình cách có hạt giống không, chia lại cho các bạn, hoặc là cho các bạn vài hạt như thế nào, hoặc là cách trồng rất là khó công phu. Thì trong video trước mình cũng có chia sẻ, nhưng các bạn hỏi lại là hái rồi trồng như thế nào, thì mình định video sau mình chỉ cách trồng trực tiếp, mà tạm thời hôm nay mình hái phụ hoa cho bà ngoại. Thì mình chia sẻ cách để trồng được cái dạng hoa đậu biếc này nè. Thì hoa đậu biếc này trồng thủ công thôi, cũng không có phương pháp gì đặc biệt đâu. Thì cũng cách hái giống thủ công thì video trước các bạn muốn xem hái giống và lựa giống như thế nào để phù hợp thì các bạn xem video trước của mình nha. Thì vào đây nè, đất trồng hoa đậu biếc này các bạn thấy không, cũng đơn giản, trồng theo bờ rào. Cái này là hàng rào nè, trồng để làm đẹp rồi sẵn tận dụng gì hái hoa luôn. Thì giá hoa thì các bạn biết 200 hoa tư, 500 hoa khô. Và đây là đất trồng nè, nó trồng hàng rào thì cũng là phân chuồng trộn với sới tơi lên dưới đất hịch đó, rồi gieo hạt xuống thì nó lên dây nè. Cứ ngày tưới thỉnh thoảng là tưới, cứ ẩm ẩm nước cho nó là được tuần, nếu nó lên được vậy rồi thì tuần là tưới, tối nào các bạn cũng tưới để sáng nó nở hoa bung hết. Còn như cái vàng này hôm á, chiều qua không có tưới. Bây giờ mình hái hạt giống nè, các bạn xem nè, mình thị phạm cho các bạn xem một lần nữa, còn cận cảnh này lần sau mình chia sẻ cụ thể luôn. Hôm nay nè, mình hái nè, đơn giản lắm đó, và tách ra và coi hạt giống nó chất lượng hay không thì mình ươm luôn. Có này nó đen mung như thế này là chất lượng rồi, còn hạt mà trắng trắng vàng vàng là không có chất lượng. Hình đất nè, đất căn bản thì ở đây đất hịch, đất hịch là đất tự nhiên, rồi có sới tơi chung với phân chuồng, rồi tưới ẩm ẩm và đất nó tơi xốp như cái gieo hạt xuống đó, đơn giản dễ. Bữa nó lên mình để chia sẻ cho các bạn, mình gieo hơn tuần lễ nó sẽ lên uống mầm, thì khi đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem nha. Bây giờ mình gieo này cho các bạn xem, hái về gieo xuống đất như thế này, đất này phân chuồng trộn với đất tự nhiên nè, sới tơi tưới nước đó, cứ vậy nè. Mình cũng trồng vậy mà nó lên vậy nè, mà nó lên được vàng vậy thì chiều nào cũng phải tưới nha, để hoa nó sáng nó tươi. Và bây giờ tiếp tục hái nữa thôi, hai buổi sáng để đảm bảo dưỡng chất còn đủ. Nếu các bạn muốn liên hệ hạt giống hoa chai hoa thì cứ comment bên dưới, mình chia sẻ số điện thoại của chủ vườn cho các bạn, cho của ngoại mình cho các bạn liên hệ. Ok, rất đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công nha. Chào tạm biệt, hẹn các bạn trong các video sau. Nhớ like, share và đăng ký để tiếp tục xem những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.